Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với VS News. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật và hấp dẫn có trong ngày. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin được chính Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng tải về việc cô là công chúa bảy đời của Triều Nguyễn. Thông tin từ phía Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự trầm trồ của các sao Việt như Mai Phương Thúy, Vũ Thu Phương, Giáng My, Tăng Thanh Hà. Ngay sau đó, rất nhiều trang truyền thông và trang cộng đồng cũng đã đăng tải lại thông tin này. Tuy nhiên, những điều mà Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng tải và cung cấp trên trang Facebook của mình lại chưa chính xác. Theo hậu duệ của Tùy Lý Vương Nguyễn Phước Miên Trinh là bác Nguyễn Phước Vĩnh Khánh cho biết, không cần nói dài dòng, chỉ nhìn vào mấy dòng cô ấy tự xưng là đủ hiểu. Cô ấy là cháu chắt chút chít chiu của ông Hoàng thơ Tùy Lý Vương, tính theo kê khai của cô ấy là khoảng 7 đời, kể từ ngài Tùy Lý Du Di tạm cho là ngang chữ bảo. Chỉ chừng đó thôi thì sao gọi là công chúa? Chưa kể cô ấy kê khai bà cụ cố cố chi đó, con của cụ Hương Ngải, con trai ngài Tùy Lý Vương Miên Trinh, thì bà phải ngang hàng chữ ưng, tức là công tôn nữ, thì Hà Kiều Anh cho bà là công tằng tôn nữ, tức mới ngang chữ bửu. Vậy đó thôi là đủ hiểu gia thế của công chúa như thế nào rồi. Xin thưa, tôi là hậu duệ đời thứ 5 của Đức Tuy Lý Vương và hiện đang là phó phòng Tuy Lý Vương. Tôi xin khẳng định, đúng là ngài Tuy Lý Vương Miên Trinh có một người con trai tên là Hương Ngải, chứ không phải Ngãi. Bởi vì con cháu ngài Tuy Lý được ban bộ thảo để cho chữ đặt tên với con cháu. Sơ bộ và ý kiến đóng góp vào vụ việc giải cứu công chúa này. Tóm lại, cô Hà Kiều Anh đúng là con cháu có họ hàng xa 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 của phủ Lý Tuy Vương, nhưng là công chúa đời thứ 7 thì hoàn toàn không thể. Chúng mình là VS News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức này. Ngoài ra, để có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất của trong ngày, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh VS News.